Chào mừng các anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Vào nay mùng 2 tháng 10 năm 2020 và rất là cảm ơn anh Phúc ạ. Anh Phúc anh ở Mê Linh, Hà Nội. Và anh Phúc có yêu cầu lên cho anh một cấu hình combo karaoke sang trọng, xịn sò. Thì đây em đã lên cho anh Phúc một cặp loa cây Weeworld G1000 được các kỹ sư người Mỹ thiết kế và sản xuất theo công nghệ của thương hiệu đặt ở bên Đài Loan. Và mẫu này là mẫu loa cây với chiều cao chuẩn 1m1 và nó sở hữu cho mình hai con bát điện 20 và một con trung 15 và một con tép đôm từ neo. Ở đây thì công nghệ ứng dụng màng Polyblast độc quyền của hãng đã áp dụng lên con bát của dòng loa G1000 này, nên nó đạt được cái công suất tối đa là 700W với chiều cao cũng như là cái chân trang bị rất là đẹp và sang trọng để vững chắc. Và cái màu thì nó là màu đỏ vân đẹp. Với cái màu sắc này nó luôn đem lại cái tài lộc cho người chủ sở hữu. Và con này nó là dòng dễ kết nối với cái trở kháng là 4 ohm, rất phù hợp ghép cho tất cả những cái dòng âm ly và đẩy liền vang và đẩy công suất bây giờ. Tiếp tục em ghép thêm cho anh Phúc một con KM3025 mã. Xin nói thêm về con KM3025 mã này là dòng đẩy được tích hợp nhiều tính năng công nghệ mới nhất hiện nay, như là có cổng quang, Bluetooth, USB. Và công suất nó đánh ra được 1000W một kênh và nó có thể đánh được 4 cặp loa cây như thế này. Có tính năng roulette để nghe nhạc này, và có điều khiển từ xa, và có reverb để chúng ta chỉnh thêm khi hát karaoke, có mạch chống chập chống cháy công nghệ mới hiện nay. Và cuối cùng là bộ mic không dây K900. Bộ mic không dây K900 này là dòng mic tích hợp rất là thông minh, có thể đáp ứng được cái nhu cầu tiết kiệm pin khi chúng ta sử dụng, tiếng hát nhẹ, bước sóng UHF tốt này. Và có nhiều những tính năng giúp chúng ta có được trải nghiệm karaoke tuyệt vời như giọng sáng, nhẹ nhàng. Về cấu hình này thì là tổng bộ cấu hình này là 24 triệu. Và chúng em sẽ cho anh em lên Mê Linh lắp đặt cho anh. Với cấu hình như này sẽ bảo hành cho anh là 12 tháng, cũng như là 1 năm của hãng. Và sau đây thì em xin mời anh Phúc và toàn các anh em lắng nghe và thưởng thức những ca khúc nhạc guitar, những cái ca khúc nhạc vàng không lời và có lời để chúng ta kiểm âm trên cái bộ. Hãy subscribe cho kênh KM3025 để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.